Nè, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Chào buổi tối các bạn. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi. Hôm qua các bạn đã nghe radio tập đầu tiên của mình chưa? Các bạn thấy thế nào? Nếu hay thì cho mình một like nha. Để mình có thêm động lực để ra tiếp các số tiếp theo. Thì quay trở lại trải bài chung của ngày hôm nay. Vì đang làm series về dự đoán tháng 5 nên hôm nay mình sẽ làm chủ đề là ai đang đến với bạn trong tháng 5 nhé. Ai đang đến với bạn đây có thể là tình yêu, có thể là kẻ thù, có thể là một người bạn mới, hoặc là bất cứ ai. Nói chung phụ thuộc vào trải bài này nhá. Và như các bạn thấy là mình mới nhận được bộ bài mới ngày hôm nay. Đó là bộ bài Halloween. Mặc dù mới cuối tháng 4 thôi mà mình đã có không khí Halloween rồi. Thì bài này nói chung là nó cute, nhìn nó cute thôi các bạn ạ, chứ không phải là kiểu đẹp theo kiểu sang chảnh gì đâu. Nhìn nó cute, phô mai que thôi. Nên hôm nay mình sẽ sử dụng bộ bài này nhá. Và chỉ một bộ bài này thôi. Cho trải bài ai đang đến với bạn trong tháng 5. Như thường lệ, có 3 tụ. Hôm nay cho các bạn chọn đá và toàn là đá hồng luôn. Tụ 1 là đá hồng, đá hồng nhỏ. Được chưa? Cái này gọi là đá hồng vuông mà nhỏ. Tụ 2 đá hồng vuông mà lớn. Đó. Và tụ 3 là đá hồng tròn. Cái này không tròn lắm nhưng thôi gọi là tròn đi. Được chưa? Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Sau khi chọn xong mình xin phép được vào với tụ 1 luôn cho câu hỏi là ai đang đến với bạn trong tháng 5. Ok. Xin chào tụ 1. Tụ 1 là những người chọn viên đá hồng vuông mà nhỏ. Mình sẽ để tụ của các bạn, nhầm đá của các bạn tại đây hay để cạnh đây nhỉ? Để đây đi. Ok. Trong trải bài lần này mình chỉ có rút bài tarot thôi. Bộ bài mới có khác, rút sướng tay ghê. Có một điều là cái bộ này á, nó không thơm, nó không có mùi giấy mới. Đấy là điều mà mình không thích. Thường là bộ bài nào có mùi giấy mới, nhưng chả hiểu sao riêng bộ này lại không có. Thôi đẹp là được rồi nhỉ. Rút mấy lá? Chắc là 8 lá. Tại hôm nay chỉ có một bộ thôi mà. 8 lá đi. Ai đang đến với bạn trong tháng 5? Các bạn có vua gậy. Nhưng mà nó là King of Im. Im ở đây nghĩa là tiểu quỷ. Vua tiểu quỷ nhưng thật ra nó là vua gậy. Các bạn có 8 đầu, không phải 8 đầu lâu, 8 cái bí ngô, tức là 8 xu á. Buồn cười quá. Các bạn có bánh xe số phận. Wow. Mình trước chi đã cảm thấy là người đang đến với bạn là một người ở chỗ làm liên quan đến công việc rồi. Chắc là chả rút được 8 lá đâu. Hết màn hình rồi. Để xem rút được đến mấy. Nữ hoàng rơi là nữ hoàng kiếm á. Cái gì đây? Một cái bí ngô là một xu, mình để xu cạnh xu nhá. Chắc rút được có 6 lá thôi à. Cũng được. Và 7 con rơi là 7 gậy. À nhầm, 7 kiếm. Buồn cười quá. Chắc là 6 lá là hết. Rồi. Ôi giời ơi. Các bạn có 8 xu này, 1 xu này, nữ hoàng kiếm này, lại 7 kiếm này, vua gậy và Wheel of Fortune, bánh xe số phận. Nè. Với bạn thì đây không phải là chuyện liên quan đến tình cảm. Với các bạn, tụ 1 không phải là người đến với các bạn, nó không liên quan đến tình cảm, mà là một người liên quan đến công việc, học hành. Nhưng đây là một điều tốt. Đây là một người tốt. Tức là có thể trong tháng này mình có công việc mới. Xong rồi mình gặp cả một đống người trong công việc. Thế thôi.
Có nghĩa mình cảm thấy cái mối quan hệ giữa bạn và những người này nhá, đây là số nhiều nhá, những người này nó rất là chuyên nghiệp. Nó không phải mối quan hệ thân mật, thân thiết, mà là mối quan hệ cho nhận giữa kiểu khách hàng và người bán hàng, đồng nghiệp với nhau, giữa nhân viên và sếp. Đấy, mối quan hệ kiểu như thế, hoặc giữa bạn và giáo viên. Nó không có cái sự thân thiết như là tình bạn, tình yêu đâu. Với một số bạn đi. Với một số bạn thì cẩn thận một chút cho mình là những cái người này, những cái người bạn gặp trong, những cái người đến với bạn trong tháng 5 này này, ăn thị phi từ họ. Thì bạn xem cho mình là mới đi làm xem lại thái độ của mình thế nào, mình có tuân thủ đúng luật của công ty không, mình có ăn mặc quá lố gì không, hay là trong lúc đi học thì mình có lười biếng quá không mà để bạn bè với cả đồng nghiệp nói xấu. Vì mình thấy là bạn bị những người này nói xấu. Thật ra nó cũng không đến nỗi căng thẳng lắm đâu, chỉ là mối quan hệ nó có phần xa cách và không được thân thiết với nhau. Họ sẽ không phải kiểu nói xấu đặt điều bạn đâu, mà là họ sẽ nói không tốt về bạn. Họ có ấn tượng không tốt về bạn. Có thể họ sẽ nghĩ là ôi con bé này hay thằng bé này vừa mới đi làm mà chảnh chó. Hoặc là giáo viên nghĩ bạn là ôi vừa mới lâu ngày không đi học, giờ vừa cắp sách đến trường nó lười quá, nó láo với cô giáo quá. Đại để là trong tháng này gặp nhiều người, nhưng mà không phải là tình yêu, mà chỉ liên quan đến học hành công việc. Và lại cẩn thận là có thể bị mấy người này ghét. Hơi buồn nhỉ. Hơi buồn. Nhưng dù gì đi nữa, mình có cảm giác là người mới nhá. Mình vẫn có cảm giác là đây là những người mới bạn chưa gặp bao giờ, chứ không phải là sau dịch gặp lại nhau đâu, mà là mới toanh, mới hoàn toàn luôn đấy. Nên là nó có thể là thế này này. Với các bạn còn là học sinh, có thể là các bạn đi học thêm, đến một lớp học thêm mới. Với người đang đi làm thì mình nói rồi là các bạn định có chỗ làm mới. Dù thế nào cũng là gặp người mới và nhiều người. Nhưng nhìn chung mình cảm thấy bạn không quan tâm lắm. Khi mà bị ghét hay không mà không quan tâm lắm. Vì còn một cảm giác nữa là trong tháng này các bạn rất bận. Bận với công việc, bận với việc học. Nên là ai ghét ai quý không quan tâm. Việc mình lo là được rồi. Nhá. Trong tháng này thì có thể nhiều việc bạn không quan tâm thật. Nhưng nếu bạn xác định là đây là cái môi trường bạn ở lại lâu dài, bạn làm việc học tập lâu dài, thì nên biết cách cư xử, cái thái độ nó phù hợp một chút thì tốt hơn nhá. Mình không biết là bạn thái độ như thế nào, thì hơi ích kỷ, hơi kiểu chỉ quan tâm đến bản thân. Rồi, tóm lại là trong tháng 5 này, ai đang đến với các bạn tụ một là những đối tượng liên quan đến công việc, học hành, và những đối tượng hoàn toàn mới, và những đối tượng này có thể có ấn tượng xấu về bạn. Chắc là mình sẽ dừng trải bài của các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên ủng hộ cả radio show của mình nhá. Mình sẽ cố gắng ra radio đều đặn vào mỗi tối 3, 5, 7. Dĩ nhiên là cố gắng thôi, còn tối nào mà không ra thì xin các bạn lượng thứ. Yes. Ok, bye bye. Ôi chà. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn đá hồng vuông mà to. Mình sẽ để đá của bạn tại đây. Trong trải bài lần này mình chỉ sử dụng bài Halloween, bài Tarot Halloween mà thôi. Và mình sẽ rút cho các bạn 6 lá. Ai đang đến với bạn trong tháng 5? Người này có thể là bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là một mối quan hệ tình cảm, hoặc là kẻ thù nữa, bất cứ ai. Chứ không phải cứ ai ở đây là người yêu đâu. Ai đang đến với các bạn trong tháng 5? Rút các bạn 6 lá. Đèn đen. The Empress. Oh, chưa chi đã thấy năng lượng của tình yêu ở đây rồi. Chariot. Chariot. Gì đây? 6 kiếm.
10 tiểu quỷ, 10 gậy, 10 gậy, 6 kiếm rồi còn 10 gậy, 2 gậy và là cuối cùng. Judgment. Bộ này mà làm cùng bộ ấy thì đẹp nhỉ, làm cùng bộ đầu lâu. Ừ, khi nào làm hai bé với nhau. Đầu tiên là mình thấy các bạn có một mối quan hệ mới. Có một mối quan hệ mới. Tuy nhiên cảm giác như là các bạn đang sẵn trong một mối quan hệ khác rồi. Nếu đang độc thân thì các bạn đang tìm hiểu một cái đang trên đà tìm hiểu một người khác. Còn với các bạn đang trong mối quan hệ thì ok, đấy, đang trong một mối quan hệ bình thường. Nhưng trong tháng này mình bỏ người đấy trước. Đấy, mình thấy thế. Hơi có cái năng lượng là bỏ người này để theo người kia nhá. Không phải là ngoại tình, hoàn toàn không phải ngoại tình, bởi vì các bạn bỏ xong rồi thì các bạn mới đến với người mới. Thì trong mắt nhiều người ấy là các bạn có mới nới cũ, các bạn là hơi hơi kiểu vô tâm, tại sao lại có thể vừa chia tay xong được có 1-2 tuần lại có người yêu mới luôn được, hay là tại sao tao với mày đang tìm hiểu nhau rất là ok tự dưng mày lại yêu người khác ngay luôn ngay được. Người khác nhìn vào thì là vậy, nhưng với bạn thì không phải vậy. Với bạn là bạn chán cái người này lâu lắm rồi. Ok. Bạn chán cái người này lâu lắm rồi, bạn muốn chia tay cái người này lâu lắm rồi nhưng mà chưa thể làm được. Và trong tháng 5 này này, bạn gặp một người mới, một cái người kiểu phù hợp với bạn ở rất nhiều mặt, cả ngoại hình lẫn tính cách. Thế là từ đấy bạn có động lực để bỏ người cũ. Ừ thì nghe cũng khốn nạn thật đúng không? Không phải là bạn bỏ người cũ xong bạn mới gặp được người mới đâu, mà bạn gặp được người này rồi bạn mới bỏ người cũ. Thế nên mọi người chửi bạn cũng đúng thôi. Thì trong trải bài này không có nói lên là bạn với cái người mới này lâu dài hay không, rồi bạn với người mới này có phải true love của nhau hay không. Trải bài này sẽ không trả lời câu hỏi đó, mà nếu mà bạn tò mò về chuyện đó thì bạn thể đi xem các trải bài liên quan đến việc là bạn và họ lâu dài không, hay bạn và họ phải tình yêu đích thực không nhá. Thế thôi, đại để là như thế. hơi sao nhỉ, hơi bị chầu chầu đúng không? Cái năng lượng của tụi hai có phần chầu chầu. Bỏ người cũ một cách rất là vô tâm luôn ấy. Đúng kiểu là thật ra là vốn cũng đã muốn bỏ người này rồi, chán người này lắm rồi, cãi nhau nhiều đúng không? Mình thấy các bạn có nhiều xích mích cãi nhau không nhiều. Các bạn có thể là đang sợ là bây giờ bỏ người này đi thì mình cô đơn, tự dưng lại yêu nhau lâu thế này rồi, hay đang mải tìm hiểu thế này rồi. Nhưng mà mình thấy cũng chẳng sao. Bạn không bỏ họ trước thì họ sẽ bỏ bạn trước. Dù sao thì bạn cũng không ngoại tình. Dù sao thì bạn cũng chẳng làm gì sai cả. Chỉ là bạn coi như là có một người đến để cho bạn động lực thôi. Động lực để theo đuổi người mới. À đúng rồi, từ từ mình mới phát hiện ra cái này. Có thể là cái người mới này này là các bạn theo đuổi nhá, chứ người ta nhận lời hay chưa rõ. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Có người để bạn thay đổi. À nhầm, có người để bạn theo đuổi. Hoặc là một số bạn nhé, không trong một mối quan hệ, cũng không đang tìm hiểu ai nhưng mà đang thất tình. Đang thất tình với người cũ, chưa thất tình xong, vẫn đang đau khổ. Thì tự dưng xuất hiện một cái người hợp với bạn quá, thế là bạn quên mất người cũ là thằng nào ấy, ăn được không? Hả? Kiểu thế luôn. Tự dưng bị mất trí nhớ về người cũ, thế là toàn tâm toàn ý theo đuổi người mới. Đấy có thể là một cái cách để bạn quên đi người cũ, nhưng sao cũng được, miễn là bạn quên người cũ. Thế nào cũng được. Nhá. Tóm lại là bạn với người mới chưa chắc đã đến với nhau, nhưng chỉ biết là bạn có theo đuổi họ và họ rất rất hợp với mẫu hình lý tưởng của bạn, cực kỳ hợp luôn. Nhưng mà cái kiểu thay lòng đổi dạ hơi nhanh. Nếu giả sử đang trong một mối quan hệ mà có cái thái độ như này thì mình là người yêu của bạn chắc mình cũng điên lên mất.
Nhưng mà kệ chứ nhỉ, miễn là không ngoại tình là được. Ok nhá, chắc mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ hai tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Và đừng quên ủng hộ cả radio show của mình nha. Bye bye. Hello tụ ba. Tụ ba là những người chọn đá hồng màu, đá màu hồng hình tròn. Thật ra là hình oval, nhưng tôi cứ gọi là hình tròn đi. Biết này nhìn đẹp nhỉ. Ok, mình sẽ để đá các bạn tại đây. Trong trải bài lần này mình sẽ sử dụng bài Halloween, Tarot Halloween mà mình mới mua hôm nay. Và mình sẽ rút cho các bạn 6 lá nhé. 6 lá cho câu hỏi ai đang đến với bạn trong tháng 5. Đối tượng này có thể là bất cứ ai, có thể là tình yêu, có thể là đồng nghiệp, có thể là kẻ thù. Để xem nào, ai đang đến với bạn trong tháng 5. Mình sẽ rút 6 lá, lá đầu tiên luôn. 7 gậy. 7 gậy. Ôi chà chà. 7 gậy. 9 xu. 우이 저이 디보. 히히히. 히히. 히. The world, thế giới. Và Hangman. Đây là một mối quan hệ, một cái nhân duyên tương đối kỳ lạ. Và Emperor. Một cái nhân duyên tương đối kỳ lạ. Sao ta? Giữa bạn và họ có cái mối quan hệ hai mặt với nhau. Hai mặt. Tức là sao anh ta? Nói nào nhỉ nhỉ? Có thể là khi ở cùng với những người khác nữa, bạn và họ là một mối quan hệ bình thường. Nhưng mà khi không có người khác, bạn và họ lại trở thành tình nhân. Tức là làm thế nào nhỉ? Ví dụ là đi làm đi. Đây là sếp của bạn chẳng hạn. Khi mà ở công ty thì cả bạn và họ đều giống nhau, đều giống người khác, là hai bạn hẹn hò với nhau. Nhưng mà khi kết thúc giờ làm thì hai bạn hẹn hò, hai bạn về nhà nhau. Thì thế trở thành người yêu, có nghĩa là đấy, trong tháng 5 này xuất hiện một cái kiểu mối quan hệ như thế. Chuyện tình cảm của hai bạn sẽ bị giấu, người khác không biết nhá. Và khi mà ở cùng với người khác thì hai bạn tỏ ra không quen nhau. Chứng tỏ là một, đây là người liên quan đến công việc. Hai là người liên quan đến lớp học, trường học của mình. Bởi mình thấy cái mối quan hệ này hai bạn giấu ấy là bạn, bởi vì bạn biết là sẽ bị phản đối, bị những người xung quanh phản đối, bị bạn bè phản đối, bị gia đình phản đối. Có thể là LGBT. Và mình cũng giấu tẹt luôn với những người xung quanh vì sợ đến tai bố mẹ mình. Vì một lý do gì đó mà mình giấu những người xung quanh. Nhiều trường hợp lắm. Xem nào, có thể hẹn hò với sếp này, hẹn hò với người cùng giới này, hẹn hò với giáo viên. Nếu bạn sinh viên đại học, bạn hẹn hò với giáo viên, có sao đâu. Hoặc là một trường hợp nữa mà mình thấy ở đây là friend with benefit. Trong tháng này xuất hiện một cái người là friend with benefit. Vấn đề là thế này nhá, đây không phải là người mới, đây là người cũ. Nhưng trong tháng này mới bắt đầu xuất hiện cái mối quan hệ kép này. Có nghĩa có thể trước đây hai người chỉ là bạn bè, bạn học bình thường. Hai người là đồng nghiệp hoặc là nhân viên với sếp. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức đó. Nhưng tháng này mới nảy sinh tình cảm với nhau. Và thế là có thêm một cái mối quan hệ kép như thế. Cái tình cảm như thế. Và phải giấu người khác. Đó chính là câu chuyện của các bạn trong tháng 5. Thì trong trải bài này chỉ nói về việc ai đang đến với bạn thôi, chứ không có nói là liệu bạn và họ có lâu dài hay không, liệu cái mối quan hệ này có bị người khác phát hiện ra hay không. Nếu mà bạn tò mò những chuyện thế, các bạn có thể xem các trải bài khác về là liệu hai bạn đến được với nhau không, lâu dài không, kết hôn không. Hiện tại trải bài này chỉ có nói đấy, cái người đến với bạn là kiểu như này. Nói chung là rắc rối. Bởi vì cứ cái gì không đường đường chính chính là nó rắc rối rồi, đúng không?
Thậm chí mình còn có một cảm tưởng có thể một số bạn cơ là các bạn bắt đầu hẹn hò với người đã có gia đình hoặc đã có người yêu, thế nên các bạn mới phải lén lút như thế. Có thể drama lắm, trời ơi, dù thế nào đi nữa là một cái từ khóa của các bạn, tụ ba đoà drama. Hoặc là bạn bè cùng lớp bình thường thôi nhưng mà họ đã có người yêu và người yêu của họ cũng ở trong lớp luôn chẳng hạn. Nhưng đến tối thì họ lại đi chơi với bạn. Hoặc là bạn hẹn hò với một người đồng nghiệp nào đó và người này đã có gia đình. Wow, debug. Dĩ nhiên là drama thì bao giờ cũng phải có hạ màn đúng không? Nên là mình mong là các bạn sẽ sớm tự biết đường mà rút lui nếu mà mình bị vướng phải một mối quan hệ ba người. Nha, tự 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 vác drama vào người chỉ có khổ thôi. Nhá, ok, chắc mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ ba drama tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên ủng hộ cả kênh, cả show radio của mình nhá. Bye bye.